Xin chào bạn Trường. Chúng ta đi đâu đây? Chúng ta đi Murmansk. Để làm gì? Quang. Hèn xui. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Đây là bạn Linh. 6 phút và ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Mình nhập chai. Chờ đây, mình cũng quay vào đây à? Tôi đang số chai nên là không quay. Đâu hai bạn kia ở đâu nhỉ? Đây tài xế của bạn mọi người trong mấy ngày tới. Bác sĩ dùng vui khách bác sát cuộc phỏng vấn mọi người cái. Bạn Mai, bạn Linh, bạn nào cũng che mặt vậy. Đấy là mình quay rồi. Đây, phải ấy phát biểu mấy câu về bản thân. Mình là Mai. Độc thân vui tính nhỉ? Không vui tính lắm. Không vui tính lắm. Anh nào muốn xin số, liên lạc. Anh Trường, không đẹp trai mấy. Đi du lịch mùa dịch. Tại ta hai đứa đang ngồi và ông đằng sau ho rũ rượi nên là phải lôi khẩu trang ra đeo. Để vui. Vui thuốc. Biết cậu ấy không đang phòng bệnh hay còn chữa bệnh. Vào video rồi.